Chào tất cả anh em. Hôm nay chúng mình sẽ đến với module 2, phần 4 trong khóa học Dropship về Einstein. Thì phần này bài này sẽ nói về cái gì? Đây sẽ một bài không hề dài nhưng là một bài rất quan trọng. Và phần này cũng là một phần gần như là vui nhất. Tại vì sao ạ? Chúng mình full fill đơn khi nào? Chúng mình full fill đơn khi chúng mình có đơn đúng không ạ? Làm Shopee, làm Dropship thì đối với nhiều anh em khó nhất là ra đơn thôi. Còn việc full fill đơn thì nó là gần như là dễ hơn rồi. Thì hy vọng là anh em học xong khóa của mình thì cũng sẽ chạy được ra những cái đơn đầu tiên. Mình chưa kể lãi lỗ gì nhá, nhưng mà cứ cố chạy được ra đơn đã. Khi mình chạy ra đơn rồi thì mình có nhiều thứ để mình tối ưu hơn. Ok, vậy thì phân phiếu đơn nó sẽ có mấy dạng? Phân phiếu đơn nhìn chung nó sẽ chia ra làm hai dạng. Một là anh em phân phiếu qua AliExpress. Hai là khi anh em đã làm việc trực tiếp với những supplier rồi thì cái phân phiếu đơn của anh em sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vì sao? Vì trên AliExpress anh em sẽ phải tự lên, anh em tự điền, anh em tự làm tất cả mọi thứ. Anh em điền thông tin khách hàng, anh em điền thông tin khách hàng, anh em điền đơn hàng, xong rồi AliExpress, xong rồi anh em phải trả cả thuế nữa cơ. Thực ra cái full fill ở trên AliExpress nó sẽ đắt hơn cái việc full fill với supplier ruột, tại vì giống như Shopee ấy, thì nếu anh em bán hàng trên Shopee thì anh em sẽ phải trả phí cho Shopee, thì AliExpress cũng thế. Khi anh em bán hàng ở trên AliExpress thì anh em sẽ phải trả một cái phí gọi là phí nền tảng của AliExpress. Thì thường những cái đơn full fill trên AliExpress nó sẽ đắt hơn những cái đơn mà anh em full fill qua supplier mà anh em làm việc kiểu ở cửa sau ấy. Như là khi anh em đã làm qua những cái trong module 1 của mình, trong trong cái bài dropship là gì ấy, mình đã có một cái list câu hỏi mà anh em nên hỏi supplier khi mà anh em chọn những sản phẩm để anh em test. Thì ok, bài này mình sẽ đi sâu vào cái việc là gửi đơn cho supplier như thế nào và full fill ra làm sao với những supplier ruột khi mà anh em đã làm. Thì vì mình đa số 100% các đơn của mình là đều đi qua supplier ruột hết. Ok, vậy thì anh em đầu tiên anh em sẽ vào phần đây là một cái dashboard ở trên Shopify nhé. Thì anh em sẽ vào phần on order này, bấm vào on order. Sau đó nó sẽ ra một cái màn hình gồm tất cả các cái đơn mà anh em cần phải fulfill. Thì cái số 142 ở đây nó nghĩa là gì? Nó nghĩa là đang có 142 đơn đang chưa được fulfill. Ok ạ. Vậy thì anh em sẽ bấm vào export. Đấy. Nên anh em phải export order ra, anh em export ở đây. Khi anh em export xong thì đây sẽ là cái bảng nó hiện ra sau khi anh em bấm cái chữ export đấy. Thì thường mình sẽ order, mình sẽ chọn. Nếu anh em ít đơn ấy thì anh em có thể làm ngay cái current page này, là cái trang ngay cái trang đầu tiên. Thì đây là cái trang ở đây gọi là cái current page của nó. Thì thường cái current page này nó sẽ maximum là khoảng 55 order. Thì mỗi lần anh em export bằng cái current page này thì nó sẽ up export ngay lập tức qua một cái file Excel mà anh em có thể download ngay lập tức. Còn bình thường nếu anh em chọn cái order by date hoặc là on order thì cái file order export này nó sẽ được gửi tới email anh em đăng ký nhá. Anh em cái email mà anh em đăng ký Shopify ấy, chứ không phải là cái chứ không phải là nó sẽ ra một cái file Excel mà anh có thể download ngay lập tức. Cái Excel mà có thể download ngay lập tức thì nó chỉ có thể dùng khi mà anh em chọn vào cái current page. Ok không? Còn tất cả các option khác thì anh em sẽ được gửi cái email, cái file order export vào cái email mà anh em đăng ký. Thôi, đây là một cái file order export mẫu. Khi anh em chọn file order export thì đây sẽ là một cái file mà nó gửi cho anh em. Thì nó gồm rất nhiều phần. Ok. Tên, tuổi, email, financial status, paid up, fulfillment status. Có rất nhiều những cái status ở đây, anh em không cần quan tâm. Đấy. Thì khi mà anh em gửi cho supplier ấy thì những cái cột thông tin mà anh em cần giữ nó chỉ gồm những cái cột sau. Cột đầu tiên là cột name. Name là gì? Name ở đây nó là order number. Đây, mỗi store nó sẽ có một cái order number khác nhau. Khi mà anh em chọn cái suffix với cả cái prefix mà như mình chia sẻ trong cái module mà xây store ấy, đấy, anh em sẽ chọn thì mỗi cái store nó sẽ có một cái order number trông nó sẽ khác nhau, không hề giống nhau tí nào đâu. Cột tiếp theo là cái cột line item name. Đây, line item name đây. Anh em nên giữ ở cột line item quantity nhá. Cái này là mình ghi thiếu đấy. Anh em phải giữ cái cột line item quantity và line item name. Thì cứ như nó là số lượng khách hàng đặt cho một sản phẩm và tên của cái sản phẩm mà supplier cần fulfill. Đấy. Sau đó anh em sẽ chọn shipping name, không shipping street, gần như cái bọn này là sẽ đi liền với nhau. Name, street, address, địa chỉ, đường phố, số nhà, thành phố, zip code, tiểu bang, đất nước và số điện thoại. Đấy, nghĩa là từ cái cột shipping name cho đến cột shipping phone là anh em giữ. Còn lại sau cái cột shipping phone đấy, anh em xóa tất cả các cột đấy đi cho mình. Đây, như anh em thấy nhá. Là bình thường ấy, khi mà anh em export bằng cái order export bằng cái order ra ấy, thì cái đầu tiên của nó sẽ là billing name. Billing name rồi nó mới đến shipping name nhá. Thì cái địa chỉ nó rất hay nhầm lẫn tại vì đa số là nó sẽ giống nhau. Tuy nhiên sẽ có những cái đơn mà nó không giống mà khách hàng họ trả tiền bằng một thẻ nhưng mà họ muốn ship hàng với một địa chỉ khác. Thì lúc nào anh em khi export order mà khi gửi cái file order này cho supplier, anh em bắt buộc phải dùng cái shipping name. Đấy, anh em phải dùng cái shipping name. Ok chưa ạ?
Thì à, một cái nữa anh em cần chú ý thì cái này có thể là tùy tùy store thôi. Nếu mà store của anh em dùng free ship 100% hoặc là anh em dùng regular ship 100% thì anh em không cần để ý đến cái cột là shipping này. Tuy nhiên như anh em nhìn thấy ở đây, store của mình được setup theo dạng mà như mình kiểu mình upsell ấy, nghĩa là nó sẽ có regular ship giá 4,99 hoặc là priority shipping giá 14,99. Thì khách hàng họ trả priority shipping là gì? Là khi họ trả để họ muốn nhận được những cái đơn hàng nhanh hơn, như kiểu sau 10 ngày đấy, thì những cái đơn này mình sẽ cho đi nhanh thay vì mình cho đi regular như là những cái đơn 499. Thì thường cái giá của những cái đơn đi nhanh ấy nó sẽ rơi tầm cộng thêm 7 8 đô. Vậy thì khi mà anh em set một cái giá tầm 15 đô thì nó có nghĩa là anh em đã cũng tạo ra lợi nhuận rồi. Thì những cái đơn này anh em nên nốt lại là nên đi nhanh nhá, chứ anh em đừng đi chậm. Đi chậm là sẽ ăn dispute đấy, vì khách hàng họ trả thêm tiền để họ muốn được ship nhanh rồi. Thì đây, thường thì mình sẽ nốt ship nhanh như nào? Mình sẽ bôi vàng cái đơn đấy. Mình bôi vàng cái đơn đấy xong rồi mình để cái chữ fast ship ở đây. Thì đối với supplier họ sẽ tự hiểu là những đơn này là nên đi nhanh. Thì thường cái đơn đi nhanh thì nên phí nó sẽ cao hơn thôi. Đấy, như anh em nhìn là bình thường mình đi nhanh tầm 4 đô, bình thường mình chậm nhá là tầm 4 đô 99. Đấy, 4 đô 99. Thì khi đi nhanh thì nó sẽ rơi tầm 6 đô 3. Ok không ạ? Đắt hơn một tí thôi. Nhưng mà mình thu hoàn của khách là 15 đô cơ. Đấy. Thì khách hàng nó sẽ gửi lại cho mình một cái file như thế này. Thì bao gồm mà tất cả những cái thông tin mà mình đã gửi cho khách, đã gửi cho supplier cộng thêm cái cột tracking number. Đấy. Thì IT ở đây nó là cái sự viết tắt của UnExpress thôi. Nghĩa là những đơn này mình đang đi qua hệ thống giao vận của UnExpress. Ok, khi supplier đã gửi cho anh em một cái file như thế này rồi thì anh em làm gì tiếp theo? Anh em sẽ dùng cái app Mass Fulfill như mình chia sẻ ở trong cái bài trước. Thì Mass Fulfill tìm tìm ở đâu? Đầu tiên anh em vào phần app trên Shopify. Xong rồi nó sẽ hiện ra. Anh em phải add cái app này vào cái store của anh em trước nhá. Anh em add cái do vào thì khi anh em add xong rồi thì nó sẽ hiện ra ở ngay đây cùng với tất cả các cái app khác. Đấy, thì anh em sẽ vào phần app và anh em chọn chọn bấm vào Mass Fulfill. Khi anh em bấm vào Mass Fulfill xong thì đây sẽ là cái màn hình hiện ra sau khi anh em bấm vào cái chữ Mass Fulfill đấy. Thì anh em sẽ chọn Entire Order cho mình. Đấy, anh em sẽ chọn cái cột này, Entire Order. Khi anh em chọn xong thì đây sẽ là cái màn hình hiện ra sau khi anh em bấm vào cái chữ Entire Order đấy. Thì đầu tiên khi mà anh em chưa chưa Fulfill bao giờ thì anh em nên bấm vào cái download template. Download template đây là một cái template mẫu mà nó dùng để anh em upload cái file đấy lên cái app này. Thì sau khi anh em download cái download anh em download cái template này về thì nó sẽ hiện đây, đây là một cái template mẫu. Thì nó sẽ chỉ gồm 4 cột thôi, là order name, tracking company, tracking number và tracking URL. Thì cái cột này thì ở cái file fulfillment mẫu này thì nó có một thứ nhất anh em cần để ý thôi, là cái tab ấy, cái tab mà anh em cái tab name này nó phải trùng với cái phần này nhá, cái phần mà đi trước cái my shopify.com ấy. Ví dụ nếu cái đây là cái trước 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 cái store của mình nó tên là Pro Epic 1 thì cái phần name này nó cũng phải là Pro Epic 1. Nếu cái phần này của anh em là anh Stanh thì cái chỗ này tên của nó cũng phải là anh Stanh. Đấy, rất đơn giản thôi, nhưng mà anh em cần để ý vì nếu anh em không để ý cái phần này lúc anh em upload cái file lên nó sẽ bị lỗi. Đấy. Ok, thì đây là một cái template mẫu. Sau khi template mẫu xong thì anh em quay lại cái phần đây, quay lại cái order export của supplier thì anh em điền những cái thông tin này vào. Ví dụ cột order name, anh em thấy cột order name không ạ? Order name của nó chính là cái name này đây. Đây anh em copy cái cột này vào. Tracking company. Ok. Thì mình biết là cái tracking company của mình là đến từ UnExpress thì mình sẽ điền cái tracking company tên là UnExpress vào. Tracking number thì đấy, rất dễ hiểu rồi, nó là checking number thôi. Cái cột checking URL này anh em không cần điền, thật sự không quan trọng, anh em không cần điền cái cột checking URL này vào. Ở đây thì mình cũng có đi hai đơn qua China Post. China Post thường được mình được biết đấy, nếu mà nó được viết được được viết bằng chữ CN ở dưới cuối cùng thì khi mà mình nhìn một cái checking number mà nó có chữ CN ở cuối cùng ấy thì mình biết ngay đó là đơn đến đi từ China Post. Và đa số các đơn khác của mình thì đi từ UnExpress thôi, nó ký hiệu bởi IT ngay từ đầu. Thì đây đây là cách anh em điền điền cái file fulfillment đấy. Khi anh em điền xong cái file này rồi thì anh em quay lại cái app Mass Fulfill. Đây, đây là chỗ anh em download cái template. Thì anh em bấm vào đây, select a drop a file. Sau anh em chọn cái file anh em vừa download và vừa vừa save về. Thì anh em upload cái file lên đây. Upload cái file lên đây xong thì đây sẽ là cái màn hình tiếp theo. Sau khi anh em bấm cái chữ upload cái file thì nếu anh em lần đầu tiên anh em setup cái fulfillment này ấy, thì những cái cột này này, những cái chỗ này nó sẽ trống. Và anh em phải bấm vào cái mũi tên đây, sau anh em chọn thì order name, anh em cứ chọn order name thôi. Checking company thì anh em checking company đấy, gần như là cái gì thì gần như là mình đã để nó chế độ standard rồi,
nghĩa là mình không thay đổi cái gì cả. Thì khi mình không thay đổi cái gì cả thì những cái tên này nó sẽ lên là những cái tên giống với những cái tên ở trên. Đấy, thì anh em cứ setup y hệt như này cho mình. Cái cột dưới không quan tâm. Rồi anh em bấm vào next. Đấy, sau khi xong anh em chọn drop down menu này, xong anh em chọn những cái tên như thế này. Thì anh em bấm vào next. Next xong thì nó sẽ tự upload những cái order mình mà mình vừa ấy lên. Thì đây, nó sẽ upload những cái order name với cái checking number này. Đây là cái bảng nó thể hiện cái đấy. Thì anh em kéo xuống dưới, kéo xuống dưới anh em fulfill. Sau khi fulfill xong thì anh em phải chờ nhá. Thường nó sẽ không fulfill một phát kiểu 3 giây là fulfill hết cả nghìn order cho anh em đâu. Thì khi anh em fulfill xong thì anh em sẽ phải chờ khoảng vài phút nếu mà anh em nhiều đơn. Rồi ít đơn thì nó cũng nhanh, nhưng mà nhiều đơn thì nó sẽ phải để lâu. Thì sau khi fulfill xong thì anh em quay lại anh em vào vào xem thử xem là nó fulfill chưa. Thì đây là một cái order mà nó đã được fulfill, vì nó được anh em nhìn cái status của nó đổi sang fulfill này. Thì đấy, nó sẽ fulfill nhá. Đấy, tracking number vừa upload lên thì nó hiện loa luôn ở đây. Thì sau sau này khi khách hàng họ có vấn đề gì với đơn hàng của họ, họ hỏi thì anh em lên cái order đấy, anh em sẽ up, anh em sẽ copy cái order number đấy vào và anh em sẽ lên và anh em gửi cho họ cái tracking number này. Thực ra anh em bấm vào xong em gửi cho họ đúng cái link này luôn. Thì họ sẽ ok và đơn này đang đi rồi, đây tao chứng minh đây, đơn này đã được đi 3 ngày rồi, nó đang ở chỗ này chỗ kia. Thì đấy, phần đấy thì mình sẽ đi sau vào trong cái phần cho khách hàng. Thì thực ra phần fulfill đơn nó cũng chỉ có vậy thôi. Nếu anh em đã đến được cái bước này rồi thì chúc mừng anh em, nếu như anh em đã đi qua được 3 phần tư chặng đường của dropship rồi. Xây store, tìm sản phẩm win, test ad, ra đơn, đấy gần như là đến bước này rồi thì thật sự chúc mừng. Còn chưa đến bước này thì hy vọng anh em sẽ đến được bước này trong thời gian sớm nhất có thể. Thì trong những buổi support thì mình hy vọng là mình sẽ làm được việc đấy cho anh em, tại vì làm dropship vui lắm. Nói chung là những cái learn đầu tiên cũng là learn vui nhất, thật sự như vậy. Mình nhớ cái hồi mà team mình làm tháng 7, ra đơn mình ra đơn được ngay nhưng không ra được nhiều đơn thôi, nên là cứ lúc nào mà ra đơn ấy, anh em ngồi post, anh em ngồi up up up, up đơn cho nhau xem vui lắm. Anh lại có đơn này, xong rồi chụp màn hình gửi lên cái nhóm chung, cứ có một đơn nào là mình lại làm đi như thế, rất là vui. Xong rồi đến cái thời mà đâu chạy nhiều vẫn up. Mẹ cái hồi mình nhớ là mình up đến 2 tháng đầu cứ có đơn là mình up, không quan tâm luôn, cứ có đơn là mình up. Xong rồi từng mốc một 50 đô một ngày, 100 đô một ngày, 200 đô một ngày, lúc đấy vui lắm. Xong rồi đến lúc sau chạy voi mẹ nhiều đơn quá ấy. Nhiều lúc phải tắt mẹ tắt mẹ cái notification ở trong cái điện thoại này. Nó tinh tinh mà không thể ngủ nổi ấy. Đơn nó cứ về cứ tinh tinh tinh. Lúc đầu có đơn, chưa có đơn thì nghe tinh tinh thích, lúc có nhiều đơn quá rồi mẹ như kiểu muốn đập cái máy luôn ấy. Thì đấy, đấy là nó là kiểu thế. Thì hy vọng là anh em sẽ cũng sẽ được trải qua những cảm giác như mình vừa chia sẻ, đi từ cung bậc này đến cung bậc kia. Nói chung là nó khá là vui. Thì mỗi mỗi giai đoạn nó sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì hy vọng là anh em đều có thể trải qua những cung bậc mà mình đã trải qua. Có hold tiền là cái cảm giác mà cái hôm mà mình nghe cái cổng của mình bị hold 6 tháng ấy, thì mình hy vọng là không anh em nào phải nghe những cái nghe câu thông tin đấy. Còn lại tất cả các cái trải nghiệm khác trong dropship đều là những trải nghiệm mà anh em nên trải qua. Thực ra cũng nên trải nghiệm một lần toang cổng hay là một lần hold tiền lâu thì để biết cảm giác là như thế nào. Còn bây giờ mình chia sẻ thì anh em cũng chỉ biết vậy thôi, nhưng mà nếu nó xảy ra thật sự để làm về nghe vậy, lúc đấy cảm giác nó sẽ khác. Thì có như mình gần như bây giờ mình cảm giác là mình đã trải qua gần như tất cả cùng một cảm xúc của dropship rồi. Thực ra việc chạy 1 triệu đô hay mình chạy 1 triệu đô một tháng, 3 triệu đô một tháng nó cũng không khác nhau gì đâu. Bây giờ chỉ làm nghĩ là cách nào để mình scale lên thôi, hay là hạ triệu hạ chạy 2 triệu đô một ngày, nó cũng thế thôi. Dùng tiền để làm đòn bẩy kinh tế mà. Thì ok, cái phần fulfillment này mình dừng chia sẻ ở đây, tại vì thật sự nó cũng chỉ có vậy thôi. Và đến được bước này thì gần như anh em đã thành công rồi. Ok, hẹn gặp anh em ở bài sau. Bye bye.